bác đang cần một chiếc kéo để rong cành, giật cành trên cao. Thế đây là mẫu kéo lý tưởng để cho các bác nhà mình sử dụng nhá. Về cái mẫu kéo đầu giật này thì các bác nhà mình, đấy các bác thấy không? Giật cành to thoải mái cho em luôn. Đấy, chiếc kéo này về đầu kéo đây các bác nhá. Các bác có thể cắt cành to tới 3-4 cm luôn. Về chiếc đầu kéo như thế này. Đây ạ. Đấy, và em sẽ quay về chỗ kéo và xào để cho các bác nhà mình mà đang tham khảo một chiếc kéo cắt giật cành ở trên cao thì các bác hãy sử dụng ngay. Về chiếc kéo đầu giật này thì hôm nay là em đưa tới các bác một cái đầu kéo. Bên trong của nó thì sẽ kèm tặng theo một lưỡi cưa để các bác nhà mình sử dụng cưa cành ở trên cao, ở độ cao là 5 mét đối với cái xào này nhá. Bác nào mà cần mua độc cái đầu kéo không cũng được nhá. Cái đầu kéo này giá của nó rất chi là thấp thôi. Đấy, và với cái đầu kéo này thì bên đơn vị em đang đưa tới các bác rất nhiều. Đây là bộ ốc này. Bộ ốc để các bác nhà mình lắp vào cần. Đấy. Và với một cái lưỡi cưa này thì các bác nhà mình cưa cành ở trên cao rất chi là dễ nhá. Các bác cưa cành ở trên cao. Đấy. Lắp lưỡi cưa vào đây. Đấy. Và với cái đầu kéo này như thế này là đã hoàn thiện để các bác nhà mình có thể không cần cái xào nhôm. Các bác chỉ cần cái xào gỗ thôi. Các bác nhà mình cũng có thể là đã cắt được cành ở độ cao 4 đến 5 mét rồi. Đấy, lắp luôn cho các bác nhà mình xem thử nhá. Và với cái đầu kéo này các bác nhà mình đang xem video thì đang quan tâm là giá của nó là bao nhiêu tiền. Thì em sẽ chi tiết cho các bác nhà mình, sau đó sẽ báo giá để cho các bác nhà mình biết nhá. Đấy, chỉ cần như vậy thôi là các bác nhà mình đã cắt được ở độ cao 5 mét thoải mái rồi. Và chiếc kéo này thì nó sẽ có hai lẫy rút và xào nhôm này em đang đưa tới các bác là cái dòng xào nhôm loại 1 nhé. Để các bác nhà mình cắt làm sao để cho nó khỏe nhất và tốt nhất. Đấy. Không sử dụng đến cưa cành trên cao thì tháo ra rất là đều. Đấy, các bác nhà mình không cưa thì cất luôn cưa đi nha các bác nhé. Không cần cưa các bác cắt luôn cưa đi. Đấy, còn về với một chiếc đầu kéo như này thì hiện tại là em đang đưa tới các bác có mấy loại. Ví dụ như loại dây trắng đẹp này là 150.000 đồng trên một chiếc. Còn đối với các bác nhà mình muốn mua loại cao cấp hơn, em có cả loại cao cấp hơn nhá. Có dòng phải gọi là chất lượng luôn để các bác nhà mình tham khảo. Và bên đại lý em thì sẽ có hàng nghìn sản phẩm. Khi các bác nhà mình mà xem được cái video này mà đang quan tâm tới cái đầu kéo này, hãy liên hệ trực tiếp tới em để em sẽ đưa tới các bác với cái sản phẩm chất lượng và giá trị nhất trong mùa làm vườn của năm nay nha các bác nha. Đấy, kéo ra kéo vào đều được. Đấy, một video ngắn này các bác nhà mình mà đang quan tâm tới đồ làm vườn, hãy liên hệ trực tiếp tới đơn vị em qua đầu số điện thoại trên màn hình nha. Cảm ơn các bác đã theo dõi video. Chào và hẹn gặp lại các bác ạ.